Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị. Nếu như anh chị mà thường xuyên theo dõi qua Zalo, Facebook cá nhân của em thì anh chị cũng biết em có một chiếc xe ES 250 sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017. Hôm nay đã bắt đầu chuyển ra đến cửa hàng, ra đến số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì em vẫn như thường lệ quay nguyên bản để cho anh chị xem. Bây giờ thì sẽ xem luôn cái xe nó mộc mạc, nó nguyên bản nhá anh chị nhá. Đó, xe chuyển ở trong Sài Gòn ra, có xe lồng chuyển chứ không phải là chạy theo đường bộ đâu ạ. Chiếc này của em màu trắng, nội thất màu kem, biển số Sài Gòn ạ. Bây giờ thì sẽ cho mọi người xem mộc mạc hình ảnh của chiếc xe này luôn. Đó, nó vẫn còn bụi bẩn, còn nguyên ạ. Đó, như thế này để cho anh chị biết được cái chất xe của nó như thế nào nhá, để xem được thực tế luôn, đỡ phải bảo là salon làm đẹp rồi các kiểu. Đó, hình ảnh mộc mạc và nguyên bản ạ. Mua xe của bên em thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Anh chị có thể mang xe vào các đại lý Lexus trên toàn quốc để có thể test và kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Em thì thường xuyên quay xe mộc mạc này, hy vọng là được mọi người sẽ ủng hộ. Sau khi mà spa đánh bóng làm đẹp thì chắc chắn là em sẽ gửi đến cho anh chị thêm một cái clip hoàn chỉnh hơn với chiếc xe này. Đó. Ok. Xem luôn nhá. Chìa khóa trên xe không anh? Ok, vào kia bảo bạn ấy ký cho. Đó, nguyên bản đã đẹp như này rồi nha anh chị nhá. Nguyên bản luôn. Đây, được số km hiện tại đấy ạ. 19.000 km. Wow, chiếc xe này thật sự nó là khá là mới anh chị ạ. Đây là cái nút đề nổ start stop, mọi người nhìn rõ không ạ? Chủ xe cẩn thận đến mức là dán vào cái ni lông ở đây nữa. Đó, rất là cẩn thận. Vô lăng chỉnh điện ạ. Chỉnh điện thu to. ES thì đẹp rồi. Tất cả những cái phím này chủ xe họ rất là cẩn thận, dán thêm một cái lớp ni lông nữa vào đây ạ. Đó, rất là đẹp. Trần xe đấy, còn sáng và sạch, rất là mới luôn. Chiếc này thì đảm bảo luôn là quý anh chị sẽ ưng ngay khi mà xem xe. Đó, đây là nguyên bản nha quý anh chị nha. Không cần phải làm bất kỳ cái gì cả, nguyên bản đã đẹp như này rồi. Lexus ERX. Đây có giấy tờ đây. Đó, mời anh chị xem luôn giấy tờ. Sản xuất năm 2016 ạ. Chiếc này của em đăng ký lần đầu năm 2017 anh chị nhá. Màu trắng, nội thất màu kem, biển số Sài Gòn. Đó, xe nguyên bản và mộc mạc luôn. Anh em xem nào. Đây, còn có nguyên bảo hiểm thân vỏ đến tháng 5 năm 2021 ạ. Bảo hiểm này trị giá 22 triệu ạ. Đó, 22 triệu mà. Cho chiếc bảo hiểm chiếc xe này. Một chìa thôi đúng không? Vâng, đây hiện tại một chìa khóa anh. Có một chìa thôi. Một chìa nữa chắc gửi theo hồ sơ. Đúng rồi. Vâng. Đấy, bác cầm vào kia bảo đưa cho anh kia, bảo anh ấy. Anh ấy đang bảo cầm vào đấy mà. Vâng, cầm hết cái sổ này cứ để đây nhá. Cầm hết vào đấy đi ạ. Đấy, để hết vào. Đó, đây là bên vận chuyển họ sẽ giao bên bàn giao cho bên em đầy đủ giấy tờ cho đến chìa khóa. Chìa khóa thì bên em người ở trong Sài Gòn gửi ra một chiếc. Cho nên là sẽ nhận tạm một chiếc, sau đó thì yên tâm là em sẽ có hai chiếc ạ. Một chiếc còn lại sẽ gửi theo đăng ký rút hồ sơ. Ở phía sau có rèm chắn nắng ấy. Đó, rất là mới. Chiếc xe này thật sự là quá mới luôn anh chị ạ. Nội thất quá là đẹp luôn. Thôi em sẽ quặp qua một chút thế đi, để cho anh chị có thể ngắm về chiếc xe thôi. Đó, ES, một chiếc xe Lexus, thương hiệu hạng sang của đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Thật sự là rất là đẹp. Chắc chắn là sau khi mà spa đánh bóng làm đẹp với chiếc xe này thì mọi người sẽ khá là bất ngờ về cái nước sơn của nó đấy. Hôm nay thì do vận chuyển cho nên nó hơi bụi bẩn. Sau đây thì em sẽ cho đi phủ ceramic thì nó sẽ rất là đẹp. Màu trắng, nội thất màu kem ạ. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình. Đừng quên là cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để có thể ủng hộ được bên em thêm được nhiều video hơn về chiếc xe. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những
clip sau. Xin cảm ơn ạ.